Cháy rừng đe dọa một số thị trấn tại Úc Đại Lợi, tin từ Glenmarkie. Các đám cháy rừng vẫn đang hoành hành ở miền đông nam của Úc Đại Lợi, đe dọa một số thị trấn trong khu vực. Truyền thông địa phương đưa tin là ngọn lửa đang di chuyển nhanh chóng gần khu định cư Glenmarkie trong khu vực Gippsland thuộc tiểu bang Victoria, thiêu rụi ít nhất là 5 căn nhà. Đã có ít nhất là 4 nhân viên cứu hỏa bị mắc kẹt trong xe cứu hỏa khi họ bị ngọn lửa bao vây. Lái xe qua khu định cư Glenmarkie, các nhân viên cứu hỏa chứng kiến nhiều căn nhà đã bị nhấn chìm trong biển lửa. Nhiều nhóm cứu hỏa có mặt để tăng cường, nhưng ngọn lửa đã quá dữ dội, không thể cứu được các căn nhà. Cuối cùng thì nhân viên cứu hỏa phải rút khỏi khu vực. Truyền thông địa phương đưa tin là một người đàn ông đã bị đốt cháy trong chiếc xe của ông ta gần thị trấn Seaton. Các trận cháy rừng đã thiêu đốt 450.000 mẫu đất. Do nhiệt độ lên cao kỷ lục và gió mạnh tràn qua tiểu bang New South Wales, một số đám cháy đã xảy ra chung quanh tiểu bang. Khói bốc lên tại thị trấn Cessnock, buộc một số cư dân phải đi di tản ra khỏi nhà. Ngọn lửa đã vượt qua đường ngăn chặn, đe dọa nhiều căn nhà. Một đám cháy khác cũng đang vượt tầm kiểm soát tại Millinocket, gần thị trấn Maroombula.